Thưa quý vị, kinh tế tuần hoàn là chìa khóa cho phát triển bền vững. Để cụ thể hóa lộ trình thực hiện kinh tế tuần hoàn tại Việt Nam, Bộ Tài nguyên và Môi trường cho biết dự kiến cuối năm nay, bản dự thảo kế hoạch hành động quốc gia thực hiện kinh tế tuần hoàn sẽ được trình chính phủ ban hành. Với sự hỗ trợ của chương trình phát triển Liên Hợp Quốc UNDP, Đà Nẵng là địa phương đầu tiên trên cả nước công bố lộ trình phát triển kinh tế tuần hoàn đến năm 2045. Theo dự thảo kế hoạch của Bộ Tài nguyên và Môi trường xác định có 5 quan điểm chính: mục tiêu chung, mục tiêu cụ thể từ nay đến năm 2025, đến 2030 cho thực hiện kinh tế tuần hoàn ở Việt Nam để thúc đẩy tiến trình chuyển dịch mô hình kinh tế theo hướng bền vững, đưa chất thải thành tài nguyên, trung hòa carbon và phát thải ròng bằng không vào năm 2050. Dự kiến kinh tế tuần hoàn sẽ được lồng ghép vào tất cả các chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, đề án phát triển ở các cấp, các ngành. Chúng ta chỉ còn 6 năm nữa là đến năm 2030 và tôi muốn nhắc lại rằng nền kinh tế tuần hoàn có thể tạo ra lợi ích trong chương trình nghị sự 2030. Để làm được như vậy, chúng ta phải đảm bảo rằng các chính sách về khí hậu và tuần hoàn được thực hiện cùng với các chiến lược và kế hoạch kinh tế xã hội trong nỗ lực phối hợp nhằm đáp ứng quỹ đạo phát triển bền vững của Việt Nam. Theo lộ trình phát triển kinh tế tuần hoàn được thành phố Đà Nẵng công bố giai đoạn 2022-2030, ưu tiên phát triển kinh tế tuần hoàn của 7 lĩnh vực, gồm quản lý chất thải rắn, nguyên liệu, năng lượng, khu công nghiệp sinh thái, tuần hoàn lương thực thực phẩm, tuần hoàn nước, công dân tiêu dùng xanh. Từ sau năm 2030, kinh tế tuần hoàn trở thành xu hướng chủ đạo. Mục tiêu đến cuối năm 2045, thành phố cơ bản đạt được các tiêu chí của một thành phố tuần hoàn, trong đó nhà nước đóng vai trò kiến tạo, doanh nghiệp và động lực trung tâm. Theo quan điểm của thành phố thì tất cả các doanh nghiệp phải đáp ứng các tiêu chí về môi trường, cụ thể là doanh nghiệp sinh thái. Thì cái này cũng nằm trong cái mục tiêu chiến lược của công ty. Và cụ thể rằng qua các năm liên tục từ năm 2020 tới bây giờ là cái diện mạo cũng như là cái việc xanh hóa trong môi trường sản xuất càng ngày nó càng phát triển rất là lớn. Hàng tuần, hàng tháng công ty đều tổ chức ra quân để đảm bảo được môi trường xanh sạch đẹp và liên tục bổ sung các cái không gian xanh để đảm bảo cho nơi làm việc nó trở nên thông thoáng hơn. Hàng năm thì với cái chi phí dự kiến cho công tác môi trường cũng như bảo hộ động là khoảng tầm 20 đến 25 tỷ đồng. Thành phố Đà Nẵng đặt mục tiêu đến năm 2030 sẽ xây dựng được 2 đến 3 khu công nghiệp sinh thái theo tiêu chuẩn quốc gia. 85% chất thải rắn được xử lý bằng các công nghệ tiên tiến, 100% hộ dân thực hiện phân loại rác thải tại nguồn, xây dựng 2 nhà máy tái chế compost, từ 3.200 đến 3.500 người có việc làm tạo ra từ các hoạt động dựa trên mô hình kinh tế tuần hoàn. Tỷ lệ nội địa hóa sản phẩm tăng lên 20%, 100% số lượng sản phẩm của thành phố được dán nhãn sinh thái, năng lượng. Trong lộ trình thực hiện kinh tế tuần hoàn, cộng đồng doanh nghiệp có vai trò quan trọng trong việc kinh doanh bền vững, có trách nhiệm với môi trường xã hội. Tại nhiều nước phát triển, các tiêu chuẩn đặt ra ngày càng cao đối với các sản phẩm và dịch vụ của doanh nghiệp theo hướng bền vững, thân thiện với môi trường. Tại Việt Nam nói chung, Đà Nẵng nói riêng, đã có những thay đổi quan trọng nhưng cần nhiều nỗ lực hơn nữa để tạo dựng diện mạo bền vững hơn trong bức tranh doanh nghiệp. Theo đánh giá của UNDP, kinh tế Việt Nam đã có sự phát triển mạnh mẽ trong thời gian qua. Tuy nhiên, nền kinh tế tuyến tính làm gia tăng áp lực lên môi trường, do đó cần phải thay đổi để sản xuất, sống xanh hơn, sạch hơn, đó là kinh tế tuần hoàn. Thành phố Đà Nẵng là đô thị trẻ, năng động, có nhiều cơ hội để tiên phong cho lộ trình phát triển của các đô thị Việt Nam. Việc theo đuổi kinh tế tuần hoàn sẽ giúp thành phố quản lý bền vững nguồn tài nguyên thiên nhiên, đẩy nhanh quá trình thực hiện đề án Đà Nẵng thành phố môi trường.